Đồ Gỗ Mark xin kính chào khách và hiện tại đang là buổi chiều ngày mùng 1 tháng 5 năm 2021 thì cơ sở em muốn giới thiệu tới toàn bộ quý hàng cái mẫu đồng hồ tứ trụ kiểu vát và là mẫu mới và đẹp nhất năm 2021 quý vị nhé. Và sản phẩm sửa em gồm hai loại gỗ, đó là gỗ Munich và gỗ hương đá. Thì hai sản phẩm có đồng kích thước về chiều rộng là 93 phân, chiều sâu là 42 và chiều cao là 2,3 m quý vị nhé. Và đã được xưởng em lắp phụ kiện đồng đầy đủ. Và hai sản phẩm xưởng em đang chào bán công khai với giá là 15 triệu đồng. Và phía bên ngoài xưởng em có một cái mẫu đồng hồ gỗ hương đá dát vàng lắp full option bằng đồng thì xưởng em đang bán với mức giá là 19 triệu đồng. Và quý khách hàng là quan tâm muốn sở hữu thì có thể liên hệ với xưởng em theo hai số điện thoại trên màn hình là 0968 82 40 hoặc 0868 82 40, hoặc là về trực tiếp tại làng nghề Mộc, ngụ tại chợ thôn Châu Phong, xã Nhà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và ngay bây giờ sẽ đi vào phần chi tiết để giới thiệu cụ thể về cái sản phẩm ngày hôm nay. Và đây là cái mẫu đồng hồ tứ trụ đẹp nhất năm 2021 quý vị nhé, đã được xưởng em cải tiến. Đầu tiên là phần con tiện đây. Đó, các bác nhìn thấy bốn cái con tiện ở phía trên đây. Đây thì hiện tại cơ sở em là tay đang cầm. Đây là cái mẫu năm 2021 quý vị nhá. Đây là cái mẫu năm 2021 và đây là cái mẫu năm 2020. Đó. 20 và 21 thì sở em đã cải tiến hơn rất là nhiều các bác nhá. Đây cái mẫu 21 nó khác biệt, đẹp hơn rất là nhiều luôn. Đó, khi lắp lên cái cây này. Đó, nó sẽ đẹp. Đó, nó sẽ dáng hơn. Đó. Và thứ hai là cái phần dãy hàng rào tiện lục bình đều được vát cong 2 tầng lan can các bác nhé. Đó, vát cong 2 tầng lan can và cột là cột chặt hạt các bác nhé, cột chặt hạt. Thì cơ sở em có hai loại cột, đó là cột kim cương và cột chặt hạt các bác nhé. Đó, các bác muốn lấy loại nào cũng được, gỗ mun và gỗ hương sở em đều có các bác nhé. Và có hai loại mặt, đó là mặt vàng và mặt giả cỏ các bác nhé. Và đây là một cái mặt đồng số sứ tráng men cao cấp. Đó, mặt đồng số sứ tráng men cao cấp. Đó, hai mặt đều như nhau các bác nhé. Đó, và phía dưới là gồm ba quả tạ và một con lắc. Thì xưởng em đã cân chỉnh lắp máy. Đó, đều rung lắc ổn định và có chuông đầy đủ cho các bác. Thì mới đi giao hàng cho các bác nhé. Đó. Phần con tiện là phi 7 phân các bác nhé. Đó, con tiện là phi 7 phân. Cột liền, đó, cột liền phi 7 phân. Và phía phần chân đế phía dưới thì cơ sở em làm chạm trổ hoặc là tay là chính. Đó, những cái phần chỉ phào, đục hoa mai và sen dẹo các bác nhá. Đó, chân này là chân ngang là 93 phân. Ngang là 93, sâu 42, cao 2,3 m các bác nhá. Giá là 15 triệu cho một cây gỗ hương và gỗ mun các bác nhá. Thì gỗ hương, gỗ mun thì nó khác biệt nhau một chút, đó là về màu sắc thôi các bác nhá. Thì còn tất cả nó giống nhau, đây là phần hồi. Là hồi nguyên tấm các bác nhá. Hồi này là hồi nguyên tấm, dày 1/7, gỗ sở em gỗ chọn loại 1. Đó, chọn đều mò và lục lạc chân nõi các bác nhá. Đây là cái dòng gỗ mun. Đó, gỗ mun thì nó đưa ra cái sắc vân nó màu đen. Đó, các bác phải chiêm ngưỡng đây. Tất cả vẫn là hồi liền các bác nhá. Cái phần mặt là mặt giả cỏ số sứ tráng men cao cấp. Đó. Các bác phải chiêm ngưỡng đây, cái phần quả tạ con lắc. Đó, nó rất là đẹp các bác nhá. Và đi vào chi tiết cây dát vàng. Thì đây các bác phải chiêm ngưỡng, đây là sản phẩm bằng chất liệu gỗ hương đá đã được xưởng em dát vàng. Giá công khai là 19 triệu đồng các bác nhá. Lắp full option bằng đồng, gồm phụ kiện đồng, kính đồng và được dát vàng các bác nhá. Đó. Rất là đẹp, rất là nổi. Giá 19 triệu đồng các bác nhé, ba bác phải chiêm ngưỡng đây ạ, rất là đẹp luôn. Và giờ em cũng xin nhắc lại về phần giá thành để các bác đỡ nhầm lẫn, đó là hai cây ở phía bên ngoài bên này là giờ em bán đồng giá là 15 triệu đồng các bác nhé, 15 triệu đồng cho cây gỗ hương và cây gỗ mun lắp phụ kiện bằng đồng, kích thước là cao là 2,3 m và chân ngang là 93 và sâu là 42. Và cây dát vàng thì sở em cũng có kích thước như vậy, nhưng mà hơn là phần dát vàng và phần kính đẹp đồng thì nó đắt hơn
là xưởng em đang bán với mức giá là 19 triệu đồng các bác nhé. Giá là 19 triệu đồng. Và quý hàng quan tâm muốn sở hữu đặt mua thì có thể liên hệ với xưởng em theo hai số điện thoại trên mạng là 0968 8240 hoặc 0868 8240. Xưởng em ngụ tại làng Ngái Mộc, thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và video xưởng em cũng xin là kết thúc tại đây. Và xin chào và hẹn gặp lại.